Hello, xin chào nhà. Rồi, hôm nay lễ đúng không? Hôm nay em sale cho cả nhà một mớ nha. Đây, đầu tiên là con này đúng không? Emporio Armani, Thụy Sĩ nha cả nhà, máy Thụy nha. Đó, form hả? Rất là đẹp nha. Mỏng, ba kim một ô lịch. Nhập 1 triệu 3, em bán 1.350 bao ship luôn. Ok chưa? Size to nha, size đến 43, dây khóa đồ nguyên rin nha, máy Thụy luôn. Máy Thụy mặt nâu nha, 1.350 bao ship nhỏ nha. Đây con này mới về độc lạ, 1.050.000 luôn. Cogu Italy, chạy cơ chế là 5 kim. Đó có nút không? Đó 1.050.000 luôn nha. Độc lạ cho cả nhà luôn. Size của nó là 42, càng là 50 tay 16 được luôn. Dây khóa đồ nguyên rin. Đó Cogu Italy nha, đáy xoáy cực độc luôn. Nó có hai nút bấm gì đó à, có đồ bảo vệ nấm nè. 1.050.000 bao ship nha cả nhà. Đây một em đồng hồ cơ phi của Nhật nha, chân sao, 1.050.000 bao ship luôn. Size của nó là 35, càng là 49 nha. Đó automatic nha cả nhà, đằng sau lộ máy nè. Đó. Chạy cơ chế là 4 kim chân sao, dây đủ tay 17 nha, thép đúc khóa bấm. Hôm nay là không còn lời đâu cả nhà. Tri ân luôn. Đó, automatic nha, chân sao, để coi chân sao ngày hay gì. Chân sao ngày luôn nha cả nhà. Đó, 24 giờ cây kim dây nè. Dây thép đúc đề mi. 1.050.000 luôn. Đây Seiko Anba, sản xuất tại Nhật nha, hàng cổ, dáng là giống như tàu ngầm hoặc xe tăng nha. Đó size 41, dây khóa đồng nguyên rin, 630 bao ship luôn. Nhập vô 600 bán 630 luôn, ok chưa? Dây dài luôn nha cả nhà, độc lạ luôn, mới thay pin luôn, dây 19 nha, em mới thay pin luôn. Trời ơi, thôi kệ sao. Đó chạy cơ chế là hai cốt nha, hai kim nè, kim dây nè. Đó mặt hai lòng Seiko, núm góc 12 giờ nha, 630 bao ship luôn. Đây Sone của Nhật, hàng new, 880 bao ship luôn, ok chưa? Nhập 850 bán 880 luôn. Size của nó là 30, càng của nó là 47, dây thép đúc nha. Đó dây nè, hạt gạo rất là đẹp luôn, khóa bấm nè, còn nguyên tem đáy, hàng new nha. Con này không mua biết chừng nào mua nè. Nó chạy cơ chế cho mình là 6 kim, có kim chỉ thứ nè, kim ngày và kim 24 giờ, hàng new nha. 8 con này em thay pin luôn rồi, giờ chỉ việc đeo thôi. Đó nhập vô 850 thay pin rồi, bán 880 bao ship, quá độc. Lễ đúng không? Lễ thì em cho lễ luôn. Lễ mụn luôn. Đây Daicel lịch quạt đúng không? Nhập vô 850, 800 bán 850 bao ship luôn. Size to nha, size đến 46, càng là 50 tay 16 được luôn. Đó nhập vô 800 bán 850 bao ship. Dạ quang sáng nha, lịch quạt ở góc 12 giờ nha cả nhà. Đó, hôm nay là giống như là em phá giá luôn á. Nè, dạ quang, lịch cười nè. Đó, lịch góc 12 giờ nha. 850 bao ship nha. Em không có đánh mã nha cả nhà, nên cả nhà mua, cả nhà chụp hình gửi Zalo là em đi đơn luôn. Đây, con này mua vô 950 bán 980 luôn, SK Gen 2 bus giống như smartwatch á của Đan Mạch nha. Con này là nguyên hộp size 40, có rung nè, có điểm bước chân nè, nhận thông báo cuộc gọi, có báo thức. Nó có rung nè, chỉ kim chỉ ngày tùm lum á, nhìn nó hai kim vậy rất là thông minh nha. Dây khóa đầu nguyên rin, 980 bao ship nha. Đây Daicel nhập vô 700 bán ở nhà, 750 bao ship luôn. Đó con này là vừa tay cho cả nhà nè, size nó nhìn vậy chứ 45,
nhưng mà càng có càng 48 tay 16 được luôn nha. Chạy cơ chế là hai kim đó. Khóa rin dây bò, dây da bò đó, nhập 700 bán 750 bao ship luôn nha. Đây đó, nhập vô 800 đúng không, bán 850 bao ship luôn. Cả nhà mấy cái đợt sale này nè, cả nhà mua về bán lại vẫn còn lời luôn nha, lời 100, 200, 300 gì đó, cà phê tùy cả nhà đó. Size 31.5 nè, đo ngang nè, nếu mà đo phần trên á là 34 nha, càng của nó nè chỉ có 45, tay 16 thoải mái luôn, 15 đeo ok luôn nè. Dây dài đó, Seiko nha, Seiko dán tăng 850 bao ship, lịch thượng luôn nha. Đó, nó sắp qua ngày cả nhà, đây đây sắp qua ngày đó. Dây khóa nguyên rin, khóa bấm đó, Seiko nha. Rồi con này sản xuất tại Nhật luôn. Seiko đó, quá đẹp luôn. Rồi em qua con khác nha, đây một em đồng hồ của Anh Quốc ADC, 1 triệu chẳng bao ship luôn đó. Size 41, hàng new nha, đó hàng new luôn đó. Bán 1 triệu chẳng bao ship luôn, 5 kim lịch thứ ngày 24 giờ nha cả nhà, hàng new chưa qua sử dụng nha, ADC máy Nhật luôn đó, dán độc lạ. Rồi đây một con độc lạ cho cả nhà nè, đó 950 bao ship luôn, quá đẹp luôn nha. Dây khóa nguyên rin, nói chung là mới tinh luôn. Size của nó nè, size 42 đó, giống như tăng nha. Càng của nó nè, càng của nó nè, 476 tay 16 thoải mái, nhìn nè, đằng sau nè. Mới len ken luôn, chống nước 50 m, đáy xoáy giáp ban nè. Đó. Dây nè, đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Edwin của Nhật nha, thép không rỉ nha. Đó. Chạy 3 kim một lịch. 950 bao ship luôn, mới tinh luôn nha. Hôm nay là không lo về giá nha cả nhà. Đây nhập vô 1 triệu mốt, Orobianco kim choi nha, dạ quang học trò 1 triệu mốt đúng không, bán 1150 bao ship luôn. Hôm nay lời đúng ly cà phê luôn cũng được, dạ quang học trò kim choi, con này sản xuất tại Nhật nha. Dây khóa đồ nguyên rin 1150 bao ship nha, đó sản xuất tại Nhật luôn, Orobianco 1996 nè. Đó con này là hãng của Ý, 5 kim lịch lọc, dạ quang học trò kim choi, 1150 bao ship nha. Đây con này kim choi 908 bao ship DNG nha, kim choi máy Seiko đáy xoáy chống nước 100 m, dây khóa rồi nói chung là nguyên rin len can luôn, cực ngầu 908 bao ship luôn đó. Size 46.7 cho 47 luôn đi. Sale hôm nay là banh nóc luôn. Cả nhà cứ xem lại các video cũ, cả nhà là thấy em bớt 200 300, 200 300 luôn đó. Đó. Không cần lời lãi gì đâu. Kim trôi nha, 5 kim bấm giờ thể thao, dừng reset. Đó. Quá độc quá đẹp luôn. 908. Rẻ thúi nha. Đây, con này for siêu máy thủy pin kim choi, con này em bán cho nhà 1 triệu 2 luôn đó. Máy thủy nha, phần pin là thủy, phần cơ nè đó, mình đeo lên tay là nó chạy kim kim dây nó choi đó. Dây khóa đầu nguyên rin 1 triệu 2 bao ship nha, size 42, dây 19 ok chưa, dây đầy mi luôn, bán 1 triệu 2 luôn. Đây con này em bán hả lỗ luôn, 808 bao ship Henry chân sau của Anh Quốc nha. Đó, thấy đẹp quá, còn nguyên tem đấy nha, dây khóa đồ nguyên rin. Size của nó là 44 đi. 808 bao ship luôn, chân sau nha. Đó, kính vòm dây khóa đồ nguyên rin nha cả nhà. Đây con này Seiko cơ nha, 1980 bao ship luôn.
Đó, sẵn em sale con này luôn, 1980 bao ship luôn nha. Hai con cơ automatic của Seiko nha cả nhà. Chạy máy là NH39A. NH39 là lộ tim, nó có thêm kim 24 giờ, NH38 3 kim. Còn NH35 36 là có lịch. Đó, em thuộc lòng luôn. 35 là có lịch. Đó, lộ máy đằng sau máy Seiko. Anh em không tin tưởng em cứ ra thợ kiểm tra, hỏi là ra máy Seiko hay máy Citizen hay máy gì cứ ra thợ. Mà em bán đều có bảo hành hết cả nhà, hết bảo hành vẫn hỗ trợ bình thường, size 41 nha. Đó, 1980 bao ship luôn. Seiko automatic 24 chân kính, chữ code 41 tiếng nha, có code tay với hacking stop luôn. Một con dây hép đúc, một con dây mét ấn vô chạy tiếp nha. Rồi, em mới về được một em rồng nè. Đó, 480 bao ship luôn, của Nhật nha. Size của nó là 40, dây thép đúc, 480 bao ship nha. Cài vô. Đó, size 40 nha. Rồi, 480 bao ship. Đây, Thụy Sĩ nè, Thụy Sĩ đúng không, 450 bao ship. Aureola Thụy Sĩ nha, chống nước 300m. Nè, nó có ghi nè nha, chứ không phải em bịa nha. Sweet Moment. Đó, niền xoay, dây hạt gạo, 450 bao ship đáy xoáy, chống nước 300m. Size của nó là 37 nha. Dạ, quang sáng luôn. Núm cổ chai. Đó, 450 bao ship nha. Đây, Casio pin năng lượng đúng không, 430 bao ship luôn. Size của nó đo ngang là 41 nha. Pin năng lượng, đèn, chuông, đầy đủ chức năng. Đó, dây rút nha, 430 bao ship nha. Rồi, đồng hồ Casio 2 máy 3 kim 1 ô điện tử nè, sản xuất tại Nhật nè, 330 bao ship luôn. Niền xoay 2 chiều. Đó, size 40, 330 bao ship nha. Đây, Casio B-Size 280 bao ship luôn. 280, size 36, 2 ô cửa lịch nha. Dây dài, đó, đáy xoáy. Đây, con này Achanta 328 luôn đi, size 35, dây đề mi, đó, đáy xoáy của Nhật nha. Đó, 280 luôn. Con này cũng vậy, 280 luôn, Casio nha, Line A. Đó, 280 bao ship. Size của nó như 37, 38 nha, 2 ô cửa lịch. Đây, con này đẹp nè, 380 bao ship nha. Niền hình như không xoay. Đó, size 38, 380 bao ship. Dây dài, đáy xoáy của Nhật nha cả nhà. Có dạ quang. Đó, quả độc đẹp luôn. 380 bao ship nha. Đây, con này Seiko đúng không? 300 bao ship luôn. 2 ô cửa lịch full titanium. Seiko nha. Size 35. Đó. À, dây dài luôn. 2 ô cửa lịch Seiko nha. Đây, một em độc lạ, Boy London, lịch thứ ngày nha, 330 bao ship luôn. Size nếu đo đo dày đi 36, còn đo cả nấm 38 nha, độc lạ luôn. Đó, 330 bao ship nha nha. Thì mấy con này giá rẻ, em bán cả nhà biết rồi, nhìn vô chắc lời đó. Rồi, một em đồng hồ Casio Edify 550 bao ship, dạ quang học trò, size 39 nha. Thép không rỉ. Dạ quang học trò nhớ nha. Đó, 550 bao ship nha. Dây dài khóa bấm. Size 39 nha. Đây, một em đồng hồ Casio full titan, Casio Lay A nha, size 40, đèn chuông pin năng lượng khỏe, 980 bao ship luôn.
Đó, size đo ngang 40 nha, full titanium, khóa bấm, dây cũng dài luôn, pin năng lượng, dạ quang sáng, đèn sáng nha nha, lịch vạn niên. Đó, 980 bao ship nha. Rồi, con này còn nguyên táp nè, để coi để che lại cái táp à. Nguyên táp nha. Đồng hồ phi công của Pháp, 1.150.000 bao ship luôn, niềng xoay 2 chiều nha cả nhà. Size 42 nha. Đó, mặt của nó ba bốn lòng luôn. Đó, toàn là nói chung là mình không hiểu nha, nó về phi công mà. Đó, tốc độ bay này kia, sáu kim bấm giờ thể thao nhớ nha. Đó, 1.150.000 luôn cho em. Đó, 1.150.000 bao ship nha. Đem mới về được con voi, voi thủy nha. Đó, kính sapphire sản xuất tại Nhật, Swiss made nè, 1850 bao ship nha, sapphire nè. Đó, con này nhập vô cao tại nó ở trong lô 6 kim. Đó, lịch lọc 6 kim bấm giờ thể thao, lịch cười chứ. Đó, rất đẹp, kính sapphire size 42 nha. Rồi, với con này này thì em bán giùm ông anh thôi, 3280 bao ship, Casio Bluetooth nha, pin năng lượng. Và dây thì đang dây 18 đổ về, Casio Bluetooth nha, size 45 luôn, 44 nha, pin năng lượng, có báo thức. Đó, có kim chỉ km trên giờ nè. Đây, một em đồng hồ Citizen Reruno nha, pin năng lượng nha cả nhà, 450 bao ship nha, sợi dây nè, quá nặng luôn, rất đầm tay nha, pin năng lượng nha. Size của nó giống như dáng tăng, size 38, 38 càng là 46, tay 16 thoải mái nha, thép đúc khóa bấm, dây 19 đổ về nha cả nhà, 450 bao ship, pin năng lượng nha, Citizen Reruno. Đây, con này nhập vô 1 triệu hàng new nè, bán 1.080.000 bao ship nha. Emporio Armani size 34 càng là 51. Đó, cọc số là mã, lịch lọc, hàng new bao chính hãng luôn, 1.080.000 bao ship nha. Đang hiện tại đang có gần chục con, đó, sale bớt luôn. 1.080.000 bao ship. Đó, nhập vô 1 triệu một con, hàng new nha. Đó, dây thép đúc nha, khóa bướm. Đây, Carnival đúng không? Đây, 2280 bao ship luôn, xả bớt luôn. Carnival kính sapphire size 40. Con này hai ô cửa lịch, con này thứ ngày tháng nha, đều là size 40. Đó, hai con dây thép đúc khóa bướm rất là đẹp luôn đó nha. Automatic, con này có hacking stop nè. Đó, hai ô cửa lịch nè, new nguyên hộp nha, 2280 bao ship nha nha, kính sapphire automatic 2280, con này cũng vậy luôn đó nha. Đó, dây thép đúc nha, con này bản to size 42, kính sapphire mặt hai lòng, ơi lộn, 6 kim, thứ ngày tháng 24 giờ. Đó, Carnival 1986 nha, đeo mấy con này là bao bền luôn, quỳ xuống quỳ lại nó để nó hư để mua khác hơi khó. Đây, automatic chính hãng luôn, caro tiếp nha, hàng new nha, size 44 càng 44, 580 bao ship luôn cả nhà. Đó, nhập vô gần 500 bán 580 bao ship luôn. Automatic lộ máy nha, đằng sau nè. Đó, 580 bao ship, kính ánh xanh nha. Rồi, em còn vài cái loa karaoke nè, một mic nha, 280 bao ship luôn, hàng new nha. Đó, lời đúng 40-50 ngàn, bán cho vui thôi. Đó, mẫu mới nhất nha, có đèn full đèn. Đó, chỉ có 280 bao ship thôi nha. Rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.